người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và ngay cạnh Nga đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Vâng, sản phẩm này đặc biệt tốt nếu như mà bạn đang bị áp lực căng thẳng do lao động hay là trong công việc, hoặc bạn đang bị suy nhược cơ thể vừa mới uống dậy, cần phải bồi bổ lại sức khỏe của mình. Đặc biệt nếu như trong gia đình bạn có những người lớn tuổi như ông bà, bố mẹ, cần phải nâng cao sức đề kháng để lùi bệnh tật, thì đây sẽ là sản phẩm, là giải pháp giúp cho tất cả các thành viên trong gia đình bạn có lại được sức khỏe tốt nhất. Vâng, đông trùng hạ thảo bản thân đã là một trong những dược liệu vô cùng tuyệt vời, có chứa rất nhiều các axit amin có lợi cho sức khỏe của chúng ta rồi, lại được cộng thêm với hồng sâm được chiết xuất từ những củ sâm 6 năm tuổi tại Hàn Quốc. Không những vậy, còn có các thảo dược quý khác như là nấm linh chi, địa hoàng, ngũ gia bì, mật ong, vân vân. Và khi được các nhà khoa học nghiên cứu kết hợp tất cả các thành phần này lại với nhau, cho ra được một viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế vô cùng tuyệt vời, có thể giúp cho bạn bồi bổ được sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Sau khi sử dụng sản phẩm này thì bạn sẽ ổn định hơn về hệ thần kinh, giúp giảm stress, giảm đau đầu, ổn định hệ tuần hoàn giúp cho máu huyết lưu thông và giảm được xơ vữa động mạch, ổn định được hệ tiêu hóa để giúp cho bạn có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng một cách tốt hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt nếu như ông bà bố mẹ bạn là người cao tuổi thì rất dễ mắc các bệnh lý về huyết áp, tim mạch hay là về gan, về thận, thì khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ giúp điều trị và hỗ trợ để giúp cho sức khỏe của bạn tốt nhất, đẩy lùi được các căn bệnh đó. Vâng, đó chính là lý do vì sao mà sản phẩm này được rất nhiều người ưa chuộng và sử dụng, bởi tác dụng của sản phẩm này rất tổng hợp và đặc biệt là nó phù hợp với tất cả mọi thành viên trong gia đình nhà bạn. Chính vì vậy, nếu như bạn đang gặp các vấn đề như Nga vừa kể trên thì ngay lập tức hãy sở hữu cho mình sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Và Nga tin chắc rằng đây cũng sẽ là món quà rất là tuyệt vời để thể hiện sự quan tâm của bạn đến những người thương yêu, giúp cho những người mà bạn quan tâm đó có lại được sức khỏe tuyệt vời nhất. Vâng, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web koreashop24giờ.com mà Nga đã để sẵn đường link đó trong phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976148590. Chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn về sản phẩm để giúp cho bạn có được kiến thức chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bạn đặt hàng và giao hàng tận nhà một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.